Này, lần đầu tiên trong cuộc đời xem phim sẽ phim con nhện ấy. Em có cảm xúc gì không ở rồi? Có thích không? Không, lần đầu là em tò mò Tò mò chứ, nhưng mà có thích không? xem người ta làm gì, Ờ, xem mà có thích không? thì kiểu mình là người mà đâu phải khúc gỗ được, Đúng tất nhiên rồi, nó có bị kích thích sẽ đúng rạo không? rực ở trong người, Có kiểu rộn ràng không? nó có chứ anh. Có. Thế ví dụ như là cái lúc mà đang xem phim đấy, đó, sau này lại ví dụ như lúc này còn zin nhá, anh mà em xem phim sẽ rồi là bao nhiêu tuổi? Bé lắm, chắc cỡ lớp 1, lớp 2 Lớp 1 đã xem phim đấy. không phải, không phải, em cố tình xem Ờ, người lớn xem, xong em nhìn thấy. xong mình vô tình mình thấy, xong lại cứ tắt điện, xong lại cứ trúng đầu vào nhau làm gì, thế là mình kéo rèm ra, thế là mình thấy, thì mình thấy nó cũng ngộ ngộ người ta làm gì đó. Chả biết làm cái gì nên Cũng mình không xem hiểu trong, đâu, cũng không không biết đấy là đang quan hệ tình dục đúng không? đâu mà không biết, đâu biết đâu, mãi sau lớn lên thì mới biết là là người ta đang chém nhau. Thế không, thế vậy thì cái lúc mà lớn, cái lúc mà tức em mò đến phim sẽ em xem ấy, thì lúc ấy kiểu có cái lúc đang xem có thèm lắm không? Có chứ anh, thì nó kiểu nó kích thích mình mà. Thế cái lúc em lần đầu tiên em tự mò đến xem là đấy là lúc em mất zin rồi hay em vẫn còn zin? Mất tin rồi. Lúc mất zin rồi. Vâng. Thế là cũng cũng ấy rồi, trong xem để học tập để học hỏi thôi đúng Vâng, không? đúng rồi anh. Thế, thế thế lúc đấy ví dụ lúc đang xem mà tự nhiên lại có thằng đẹp trai xuất hiện thì con làm tới không? Đấy Lúc đấy đang thì thèm lắm rồi. đẹp trai là anh, Lúc đấy đang thèm lắm rồi. đẹp trai mà mò được vào trong phòng mình để xem mình rồi thì khả năng cũng phải có tình cảm đấy. Đúng rồi, thì chắc đấy có nếu mà khi có lại tình cảm thì có thể là tới công điện thoại đợt tại đầu đằng tiên nào cũng à, mất rồi, có thể sẽ là bật tới luôn lên nhá. xem cùng, Xem cùng sau là đó xong lại rồi, xem cùng là xong rồi. tới công chuyện luôn. Tới xong tới công chuyện luôn đúng không? Đúng rồi, nói tới công chuyện này nói chung là đấy, cứ thế tới đầu tới. Em nghĩ sao về bây giờ kiểu con gái khá là chủ động ấy, em nghĩ chuyện em chuyện bình thường hay là chuyện không nên như nào? Em nghĩ đấy Bình bình thường thường mà, ăn đói à, ăn à, đói thì phải ăn mà, à cái gì nhỉ, yêu thì phải nói mà, đói thì phải ăn, chả tội thèm gì nhỉ, thì phải chém, đúng rồi, chả đúng tội không? gì, Tại vì anh thấy bây giờ nó kiểu là nó cũng kiểu công bằng nam nữ mà, đúng không? đúng rồi. Thế lúc nào thèm bảo anh ạ? Được đấy anh ạ. Em ơi, Dạ. em có biết là đàn ông ấy thì bao nhiêu tuổi thì phải dưỡng khoai không? Em không biết ạ. À, đàn ông á, mà trên 28 tuổi thì cái lượng hormone testosterone á, thì sẽ bị suy giảm, sẽ khiến cho thằng em trai nó sẽ dễ bị mềm, bị xìu trong cái quá trình làm chuyện yêu. Vâng. Vì vậy là em có biết là cái phương pháp nào là hữu hiệu nhất để cho người đàn ông có thể là dưỡng lại cái củ khoai của mình không? Em chưa biết. Vậy thì chị sẽ chia sẻ cho em một cái bí kíp nhá. Đó Vâng. là em hãy uống cho chị, đó là cái viên uống hào vương OX. Vâng. Khi mà đối với những người đàn ông á, mà có cái sức khỏe bình thường thì 1 năm á, chỉ cần uống khoảng tầm 2 hộp để làm cho tăng cường cái sức khỏe, duy trì cái sức khỏe dẻo dai. Còn đối với những anh nam nào mà đang gặp cái tình trạng đó là đang ăn thì bỏ dở, đang chiến thì xỉu ngang, Vâng. thì 1 năm có thể là dùng 4 hộp hào vương OX thì sẽ khiến cho thằng em trai của mình khỏe mạnh từ bên trong em nhé. Vâng. Anh em nào muốn dưỡng củ khoai của mình khỏe mạnh từ bên trong và cần tư vấn chi tiết thì hãy cho Phương số Zalo hoặc inbox trực tiếp cho Phương sẽ tư vấn chi tiết cho các anh nhé.